vẫn là Văn Thắng. Pha đi bóng tốc độ bên cánh phải của Văn Thắng. Văn Thắng chuyền bóng cho Công Vinh, khá nguy hiểm. Như vậy là chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai. Đội bạn đã vô tình đá phản lưới nhà. Một pha chuyền bóng rất khó chịu của Văn Thắng cho Công Vinh. Đội bạn đã mắc sai lầm. Bàn thắng thứ hai đã đến một cách đầy bất ngờ. Người vừa đốt cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Campuchia. Vừa rồi có lẽ cầu thủ này có ý định muốn phá bóng ra, nhưng tình huống tiếp bóng của cầu thủ này trong một tư thế rất với và khiến cho bóng đã đi thẳng vào trong khung thành khi mà thủ môn Sererot đã ra hơi xa.